Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới xem cái cửa hàng rất là hay nha. Mình rất là thích mà cái cửa hàng liên quan đến âm nhạc. Và gần cửa hàng đấy thì có một câu chuyện. Bây giờ mình đứng trước cửa hàng đấy rồi, nhưng mà mình muốn chia sẻ một cái câu chuyện về một cái nghệ sĩ đường phố ở đây. Rất là anh ấy, hôm nay anh không có ở đây, nhưng mà qua cái thông tin mà mình biết và mình nói chuyện với anh ấy và cái ông chủ của cái cửa hàng âm nhạc này, thì mình biết là cụ nội của cái anh đấy là người New Zealand đầu tiên đã từng sang Đức để học âm nhạc. Và cái người cụ nội đấy từ năm 1700 bao nhiêu đấy, gần 1800. Và người cụ nội đấy có một cái cuộc tranh luận rất là sôi nổi với cả cái người sáng tác cái bản dòng sông Đào Níp Xanh ấy, cái gì ten 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 đấy. Thì cái ông người cụ nội của cái người nghệ sĩ đường phố đứng ở đây ngay cạnh cửa hàng âm nhạc này có một cuộc tranh luận rất là sôi nổi với cả tác giả của cái bài hát đấy, tức là Shout, và đã viết một quyển sách. Và quyển sách đấy được bán ở trong cái cửa hàng này. Thì mình chưa được đọc cái quyển sách đấy, nhưng mình nghe câu chuyện đấy mình thấy rất thú vị. Và cả hôm nay mình đến cái cửa hàng này để mình lấy cái đống đĩa than của mình, và mình sẽ đưa các bạn đi theo. Và người chủ cửa hàng này cũng là một người rất là hay, thì mình sẽ cho các bạn xem nhé. Và đây, cái người chủ của cái cửa hàng bán đồ nhạc và đĩa, cái thứ mà mình sắp vào ấy, là chủ của chiếc xe này. Nhìn cái xe đã thấy nghệ sĩ rồi đúng không? Ông ấy bán sách, vậy nhìn trong xe này. Đây sách. Ông ấy rất là cao. Cái xe của ông ấy thì đây, không còn cái chỗ gì hết mà chỉ có sách vở và đĩa thôi, đĩa âm nhạc thôi. Đấy, ở đây là một con người rất là thú vị. Mà hôm nay mình đến đây bởi vì là mình nhờ ông ý lau chùi cái đống đĩa than của mình sẽ cho các bạn xem. Đây, đây là cái cửa hàng này đây. Hi Vin. Hello. Yeah, see. Yeah. Đây là cửa hàng chuyên bán các thể loại đĩa than, CD cổ và sách âm nhạc và sách về ô tô. Đây, các loại thể loại ô tô. Và bản thân cái người chủ đấy cũng là một người, ông ấy chơi đàn organ, và có một cái cậu bé phục vụ ở đây thì là chơi đàn guitar và chơi guitar bass. Nhưng hôm nay như có mỗi ông ấy. Ông ấy gọi là người sửa tất cả những cái đầu này và bán tất cả những cái thứ loa đài này. Và đây, đây là cái đống đĩa của mình nghĩ đây chính là cái đống đồ của mình hay sao ấy. À không phải, chắc ở đây đâu đó quanh đây, mình phải hỏi ông ấy mới biết được. Đó, hoàn toàn có âm nhạc ở nơi mình ở, mình rất là happy. Đây là cái ngăn mà mình thích này, jazz, jazz và classical. Đây là cái ngăn mình thích. Một 1971. Nó vẫn còn chạy tốt. Should have you not come and seen our machines at the back, eh? They're not running at the moment, but I can show you. Oh yes, please. So I just want people to know that we have music in town. And you are a great guy. On your GoPro. Beautiful guy, huh? On vintage guy. Awesome. So all my CDs done, I mean all my discs done. Yep, they're all done. It's down here. Yes. I think just under the box here. Ah, it's here. I'll lift it on. Oh yes. Oh, đây đây đồng đĩa của mình. Oh yes. We have a discussion about those ones. How to do those ones? Yep. Put one out. So now it's new again. Yep. You can see what they look like. Oh, beautiful. Beautiful, eh? Yes. And you're lucky because, they, as I said, and you know, yep, they were almost not played. Many of them. Many of them not played. Oh, yeah. Beautiful. So they will not be. They will sound extremely quiet now. Oh, nice. Thank you so much, Ben. Thank you. I'll show you the machines, but they're not operational. But you can sort of see the area. Yeah. So these are the three machines that we run. Okay. So it's a. We actually use this as well. Wash, rinse. Yep. And then we dry them in the. Yeah. You can have a look at that. Yeah. đây đây là cái chu trình mà họ rửa cái đĩa. Oh yes.
Nice. Long, long process. Yeah. We achieved good results. Bây giờ mình về nhà rồi, mình sẽ cho các bạn xem mình có những cái gì nha. Kho báu của mình có những gì nha. Đây là những cái mà mình nhờ cái ông chủ cái cửa hàng đấy, tên là Vin, nhờ ông ấy làm lại hộ mình. Đa phần đây là đĩa nhạc classic, nó khoảng tới cái năm mình nghĩ là thế, sau những năm 80. Cái lâu nhất mình có là trước năm 75, năm 6 mấy mình quên. Là ông ấy cái mà ông ấy làm ấy là ông sẽ thay cái tấm ni lông cho mình, thay cho mình cái bao bì và rửa sạch lại những cái hai mặt của cái đĩa than, bởi vì nhiều khi nó bị mốc ấy, dùng lâu rồi nó mốc mà. Thì đấy, thì tổng cộng cái đống này là nó là các cái album nha, thì mình nghĩ nó phải có khoảng mình nhớ là khi mình đếm với các ông ấy lúc mà trả tiền ấy, thì là nó có khoảng mấy trăm cái cơ. Là trong một cái hộp này là nó có, không phải là một cái, một hộp này nó có vài cái, nó có thể có 7 đến 10 cái. Đây, gọi là như mới luôn thật. Tổng cộng ở đây là mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cái album. Cái này là cái tương đối mới, cái đĩa này là cái đĩa mình rất thích. Nhưng mà cái đống này cũng là cái đống mình có này, thì cái này thì là mình chưa xử lý được cái đống này, chưa làm sạch được. Mà chưa làm sạch được thì mình cũng không dám cho nó lên máy, bạn thấy không? Cái cũ ấy thì nó sẽ bị mốc như này. Mình không biết có hiện lên không, nó có những cái vết mốc này thì mình không nên cho vào máy vì nó sẽ làm mốc cái kim cái máy than. Rồi, nhìn các bạn có thấy rõ không? Có nhiều cái bị mốc. Và cái này tự mình rửa cũng được, mình chỉ cần rửa nó như rửa bát ấy mà. Thì nó cũng chả sao cả. Đấy. Nhưng mà cái này, cái vấn đề của cái đĩa này là cái speed của nó ở đây là 78 này. Thì nó không chạy được trên cái máy đĩa than hiện đại. Đấy, thì có thể là tương lai mình phải mua một cái máy ngày xưa, cái kim của đĩa 78 thì nó sẽ to hơn cái kim của đĩa bây giờ. Bây giờ nó thường là tốc độ 33, 45 thôi chứ không phải là 78. 78 là cái đĩa từ ngày xưa rồi. Đấy, thì mình cần phải có một cái trang thiết bị khác. Nên thành ra là cái ông V đấy, ông chưa lau cho mình cái này, mình bảo thôi cứ từ từ đã. Tất cả cái này đều là speed 78 hết. Đây, speed 78. Nhưng mà trong này cũng có rất nhiều đĩa. Các bạn trông, mình trông ngoài thì trông nó cũ này thôi, nhưng mà nhiều đĩa ở trong là còn mới tinh đấy, gần như là chưa nghe. Đấy, hoặc là chỉ cần rửa một cái, lau một cái là nó sẽ sạch, kiểu vậy. Đấy. Thì ở đây tổng cộng mình có, mình không đếm được bao nhiêu đâu, nhưng mà nó nặng lắm. Đấy, Enga là một cái tác giả mình rất là thích. Mình rất là thích. Thì đây, cái đĩa này cũng là speed 78 này, thì mình cũng không nghe được. Mặc dù trong này có rất nhiều tác phẩm của Enga. 1, 2, 3, 4 4 cái. Và mỗi cái đĩa này thì là nó lật được hai đầu không? Thì có như là ngang với cả 10 cái CD, 10 cái album. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Và hy vọng các bạn sẽ thích video này của mình. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì hay muốn trao đổi gì thì để lại comment để mình sẽ trả lời tất cả các bạn.